luôn luôn giữ chánh niệm. Truyền thống của các nhà sư Dutanga là hàng năm, sau khi an trú 3 tháng ở một xóm làng trong mùa an cư kiết hạ thì ra đi, tìm cảnh rừng núi hoang vu hẻo lánh nhưng không quá xa một khu dân cư thưa thớt để có thể trì bình khất thực và dành trọn thời gian để tận diệt ô nhiễm trong tâm. Ngài Prachanmun sống theo truyền thống này. Ngài đi đó đây trong vùng đông bắc xứ Thái Lan nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trong nước, vì vùng này có nhiều rừng, nhiều núi và gần những thị trấn như Nakhon Pathom, Sakonakhom, Udom Thani, Nong Khai, Loe, Long Sak. Ngài cũng sống nhiều trong vùng rừng rậm núi cao gần các tỉnh của Vương quốc Lào như Tha Khet, Viêng Chăn và Luang Prabang. Đối với ngài, điều quan trọng nhất là tận diệt ô nhiễm, dù ở nơi nào, trong oai nghi nào, đi, đứng, nằm, ngồi, và bất luận giờ phút nào, ngày cũng như đêm. Trong tâm ngài không bao giờ có cơ hội để cho những tư tưởng ô nhiễm phát triển. Tất cả mọi nỗ lực đều tập trung vào việc tận diệt ô nhiễm và trau dồi phát triển tâm. Với mục đích này, ngài luôn luôn thích sống ẩn dật, đi đó đây đơn độc một mình. Chỉ có giải thoát là mục tiêu duy nhất. Ngài luôn luôn cương quyết, đó là đặc tính của tất cả mọi cố gắng của ngài. Từ khi khám phá ra phương pháp đúng đắn, ngài đều đặn kiên trì tu luyện và vững chắc tiến bộ. Thân không ngừng được mổ xẻ, rồi phân tách và làm tiêu tan trước nhãn quang của trí tuệ, cho đến khi kinh nghiệm được tinh thuần và hiểu biết thấu đáo. Tâm được củng cố bởi nỗ lực không gián đoạn, nên ngày càng thanh bình, an lạc. Theo lời của ngài, bất luận ở đâu và bất cứ lúc nào, không có một cử động nào tách rời ra khỏi ý niệm diệt trừ ô nhiễm. Dù trong lúc đi trì bình, lúc quét nhà, rửa ống nhổ, may vá hay nhuộm y, lúc độ thực, đi tới hay đi lui, lúc ở trong chùa hay ở ngoài, chú niệm luôn luôn hiện hữu để kiểm soát những yếu tố đằng sau những cử động và oai nghi ấy, làm dụng cụ để thêu gặt nhiều thành quả lớn lao. Chỉ có lúc ngủ, tâm mới không niệm. Khi vừa tỉnh giấc thì ngài dậy liền, không bao giờ ngủ rốn vì nó sẽ dưỡng nuôi thói quen lười biếng và ham ngủ. Thay vì ngủ rốn, ngài dậy liền, đi rửa mặt và bắt đầu nỗ lực diệt trừ ô nhiễm. Nếu sau khi rửa mặt mà vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, thì ngài lui việc ngồi thiền một lúc, sợ rằng mình có thể ngủ trở lại mà không biết. Để chống lại cơn buồn ngủ dẻo dai, ngài áp dụng phương pháp đi kinh hành, thiền hành, bước nhanh chân để đẩy lui cảm giác buồn ngủ. Khi hết buồn ngủ hoặc khi cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ngài trở lại ngồi thiền. Vào buổi sáng, khi đến giờ đi trì bình, ngài đáp vào bộ tam y, y nội, y vai trái và tăng già lê. Đeo cái bị đựng bình bát trên vai, ngài đi vào làng, luôn luôn an trú trong chánh niệm. Làm việc đi trì bình trở thành một sự luyện tập nữa về niệm, liên tục theo dõi và kiểm soát tâm. Trở về đến nơi mà ngài đang cư trú lúc bấy giờ, ngài mới xớt thức ăn để ra ngoài. Thông thường, ngài không nhận những vật thực dâng đến sau khi đi bát về, mà chỉ thọ những vật thực nào mà thí chủ xớt vào bát trong khi đi trì bình. Chỉ đến lúc về sau, khi thật già yếu, ngài mới tự cho phép thọ nhận vật thực sau khi đi bát về. Cách độ thực của ngài. Một khi đã xớt trở lại bát một số lượng vật thực mà ngài nghĩ rằng vừa đủ, thì ngưng lại để quán về tính cách không đáng được ưa thích của vật thực. Quán tưởng như vậy là để ngăn ngừa ngọn lửa tham của ái dục, thèm khát và luyến ái vào những thức ăn mà ta ưa thích hương vị và chán ngán, ghét bỏ những món nào mà ta không thích. Không để cho ái dục khởi sanh mà thấm nhuần ý tưởng rằng cơn đói làm cho cơ thể mệt mỏi là một chứng bệnh tự nhiên.
Sau khi quán tưởng xong, Ngài bắt đầu dùng thức ăn trộn lẫn trong bát. Suốt trọn quá trình ăn, tâm chú niệm liên tục theo dõi canh phòng từng miếng, từng cử động, luôn luôn quán tưởng tính cách không đáng được ưa thích của vật thực. Đây là phương cách độ thực chân chính của một nhà sư. Sau khi thọ thực xong, Ngài rửa bát, lau chùi sạch sẽ và phơi ngoài nắng một ít lâu cho thật khô, rồi mới để lại trong cái bao và cất một nơi an toàn, giữ cho bát khỏi hư bể. Rồi cuộc chiến đấu trong nội tâm bắt đầu trở lại, ngày càng cố gắng tăng cường nỗ lực săn tìm và tiêu diệt ô nhiễm bên trong. Khỏi cần phải mô tả dài dòng, ta cũng có thể hiểu rằng một cuộc chiến đấu như vậy ắt phải gặp khó khăn và thất bại dễ dàng như thế nào. Lắm khi người tấn công bị đánh bại, người đi săn lại bị săn. Ô nhiễm lẽ ra phải bị tiêu diệt, lắm khi lại là người tiêu diệt tất cả những nguyện vọng tốt đẹp và những lý tưởng cao cả mà người tu hành ôm ấp sâu kín từ lâu phải tiêu tan ra mây khói. Ô nhiễm quả thật là gian trá, xảo quyệt và điêu luyện trong đường lối sử dụng quyền năng phá hoại của nó. Chính ngay trước mắt ta, nó du ngủ quyến rũ ta, lọt vào vòng thế lực của nó, rồi kiềm giữ lại, không cho thoát. Chỉ có Đức Phật là vị đầu tiên có khả năng tận diệt, tuyệt trừ ô nhiễm trong tâm Ngài. Đã vẻ vang thành tựu chiến thắng có tính cách cực kỳ quan trọng như vậy, với lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh đau khổ, Ngài không quản ngại gian lao, phát quang đường đạo cho những ai có tinh thần hướng đạo. Một số người muốn và dám bước theo dấu chân Ngài đã quả cảm và kiên trì dấn thân vào cuộc chiến đấu với sự hỗ trợ của một niềm tin không lay chuyển, và sau đó trở thành tăng bảo, ngôi báu thứ ba trong tam bảo, các vị thánh đệ tử trong ý nghĩa cao cả nhất của từ này. Ngài Prachanmun đã noi theo con đường ấy với tâm đạo nhiệt thành và niềm tin bất thối chuyển. Hạn chế của việc không có thiền sư tài giỏi hướng dẫn. Sau khi độ thực xong, Ngài Achan đi tới lui trên đường kinh hành, rồi dành trọn thời gian còn lại trong ngày để diệt trừ ô nhiễm vốn trói chặt chúng sanh vào dòng luân hồi vô tận. Ngài không bao giờ để cho ô nhiễm chế diệu, khinh thường hay phỉnh gạt mình. Ngài luôn luôn tăng cường hành thiền định và tuệ minh sát của Ngài liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Cả hai cùng được trao dồi và phát triển và đồng đều với nhau. Hiếm khi định tâm của Ngài không được vững chắc và thọ hưởng hạnh phúc an lạc phát sinh từ đó. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài gặp phải những trở ngại hình như không thể giải quyết và cảm thấy rơi vào một đường cùng tối tăm. Vì thiếu một vị thiền sư tài giỏi hướng dẫn, Ngài chỉ có thể trông chờ vào những cuộc chiến đấu không ngừng của mình. Những cuộc chiến đấu này gây nhiều ngưng trệ trước khi có thể giải quyết vấn đề và chọc thủng, đi lọt qua con đường cùng tối tăm. Và những trở ngại như vậy luôn hăm dọa, tạo thêm hiểm nguy và tai hại. Điều này xác nhận sự thật về tầm quan trọng của người bạn lành Kanyana Mitta, người bạn tốt hay vị thầy giỏi, đối với người có nguyện vọng trau dồi tâm mà Đức Phật cũng đã nhắc tới. Mặt khác, việc thiếu một người bạn lành vừa gây nên ngưng trệ và nguy hiểm và là một trở ngại nghiêm trọng của tất cả các hành giả. Đôi khi trên bước đường du phương, Ngài cùng đi với Ngài Pha Achan Sao là vị thiền sư của Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài nhờ thiền sư Achan Sao giải quyết khó khăn thì vị này chỉ nói rằng vấn đề ấy nằm ngoài kinh nghiệm của mình và do vậy không thể đề xuất cách giải quyết. Ngài Achan Sao nói: tâm của sự thật là hiếu động và có khuynh hướng đi đến cực đoan, khi thì bay bổng tận trời cao, lúc thì đụng sâu trong lòng đất, lúc khác nữa lặn xuống đại dương rồi giọt nhảy lên không trung trở lại. Trên thế gian này ai có thể kiềm chế nắm giữ lại được một cái tâm như vậy? Sư phải tự mình kiểm thảo và giải quyết vấn đề khó khăn của chính sư.
Với lời khuyên như vậy, rõ ràng là Ngài phải dựa vào đức tinh tấn, kiên trì của chính mình. Dù có phải đau khổ như thế nào, trước khi có thể cuối cùng vượt qua mọi trở ngại, chặn ngang trên đường đạo. Theo lời Ngài Ajahn Mun, bẩm tính của Ngài Ajahn Sao rất trầm tĩnh và vắng lặng. Khả năng đặc biệt duy nhất của Ngài Ajahn Sao là trong khi ngồi thiền, thân mình Ngài dâng bổng lên cao và Ngài cảm giác như mình đang bay trên không. Điều này làm cho Ngài ngạc nhiên và đâm ra hoài nghi. Một lần nọ, để kiểm tra cảm giác của mình, Ngài xuất thiền và mở mắt. Lúc ấy, Ngài đang ở trên cao cách mặt sàn khoảng một thước. Và xuất thiền thình lình như vậy làm Ngài té rơi bịch xuống sàn. Việc này làm Ngài đau xương chậu nhiều ngày. Lần sau, Ngài thận trọng hơn. Khi cảm thấy thân mình bỗng lên cao, thì Ngài từ từ hé mắt trong chú niệm, không xuất hẳn ra khỏi thiền, và thấy mình giỡn dơ bay bổng lên sàn nhà. Một lần nữa, để biết chắc chắn hơn, trước khi ngồi thiền, Ngài nhét một vật nhỏ giữa hai lá buông lợp trên nóc tịnh thất. Khi cảm thấy bay bổng mình lên, thì Ngài không xuất thiền, mà từ từ dưới tâm luôn luôn chú niệm, lấy món đồ cầm nơi tay, rồi từ từ hạ mình xuống sàn. Thấy mình vẫn còn nắm món đồ trong tay, Ngài mới tin chắc là mình đã bay bổng lên khỏi sàn nhà trong khi tọa thiền. Lẽ dĩ nhiên không phải hiện tượng này xảy ra mỗi khi Ngài ngồi thiền, nhưng chứng tỏ rằng nó đã có xảy ra mấy lần. Tuy nhiên, trên một phương diện khác, tâm của Ngài Ajahn Sao không luôn luôn phóng nhảy và ương ngạnh khó kiềm chế như tâm Ngài Ajahn Mun. Và lối thực hành của Ngài cũng không ngoạn mục, rủi ro và phong phú trong phương thức và thành quả như của Ngài Ajahn Mun. Những phát nguyện trong quá khứ. Nghe nói rằng trong quá khứ, Ngài Ajahn Sao có lời nguyện sẽ trở thành một vị Phật độc giác, Pasika Buddha, cũng gọi là Bích Chi Phật. Vào những giai đoạn đầu tiên trong pháp hành, mỗi khi Ngài gia tăng nỗ lực thì lời phát nguyện xa xưa ấy chen vào và kiểm tra tiến bộ của Ngài theo hướng chứng đắc đạo quả Phật độc giác. Phát nguyện ấy rõ ràng trở thành một chướng ngại, không để Ngài thành tựu chấm dứt đau khổ trong kiếp sống này. Do đó, Ngài quyết định bỏ lời nguyện ấy nhằm đặt xuống gánh nặng phải chịu sanh tử, tử sanh quá lâu dài trong dòng luân hồi và tập trung nỗ lực thành đạt mục tiêu tối hậu trong chính kiếp sống hiện tiền. Từ đó, Ngài tiến bộ vững chắc và nhanh chóng hơn cho đến khi tới được bến bờ an toàn. Dù sao, Ngài không có nhiều tài năng trong nghệ thuật giáo hóa người khác. Có lẽ bởi vì ý nguyện của Ngài là thành đạt đạo quả độc giác Phật, tự mình giác ngộ, nhưng không chú trọng nhiều đến việc chỉ dạy người khác. Đã có lời phát nguyện trong quá khứ, nhưng lúc bấy giờ, Ngài còn có khả năng thay đổi ý nguyện ấy. Có lẽ là vì lúc ấy, ý nguyện của Ngài không thực sự quyết liệt đến mức không thối chuyển, và do đó còn có thể thay đổi. Chính Ngài Ajahn Mun cũng đã phát nguyện trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi có nghe Ngài nói như vậy. Nhưng rồi khi bắt đầu du phương sống hạnh đầu đà, Ngài từ bỏ ý nguyện ấy vì nhận ra rằng muốn thành đạt nguyện vọng cao cả như vậy phải mất hàng mấy A Tăng kỳ, trải qua nhiều kiếp sống chết, chết sống, triền miên quanh quẩn trong dòng luân hồi và chịu những khổ đau không thể tả. Cũng như trường hợp của Ngài Ajahn Sao, trong những giai đoạn đầu tiên hành đạo, mỗi khi Ngài nỗ lực tinh tấn gia công thì có phát sanh những khuynh hướng do dự ngập ngừng, hướng về lời nguyện xa xưa. Sau khi quyết định từ bỏ lời phát nguyện ấy, Ngài mới cảm thấy nhẹ nhàng như đã đặt xuống gánh nặng và từ đó vững vàng tiến bộ trên con đường dẫn đến đạo quả. Sở dĩ Ngài có thể đổi hướng lời phát nguyện là bởi vì nó không đủ cứng rắn vững mạnh đến độ không thể đổi thay. Trong những ngày hành đạo đầu tiên, hai Ngài thường đi chung với nhau đó đây đến các châu quận và tỉnh thành vùng Đông Bắc. Mặc dù tâm tính và khuynh hướng khác nhau, hai Ngài vẫn thích đi chung với nhau.
Ngài Ajahn Sao thì ít nói, cho nên khi giảng dạy, Ngài chỉ vắn tắt vài lời. Tâm Ngài không bay nhảy lanh lẹ và dũng mãnh như tâm Ngài Ajahn Mun. Ngài ít kinh nghiệm về giáo huấn và cũng không thích dạy. Mỗi khi cần phải thuyết một thời pháp, Ngài chỉ nói một cách cô đọng trong vài câu như: quý vị phải tránh làm điều ác và nên cố gắng tạo nghiệp lành, không nên hoang phí kiếp sống làm người. Chúng ta hơn loài thú, không nên hành động như thú, bằng không chúng ta còn tệ hơn loài súc sanh, vì sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục, còn khốn khổ hơn cảnh khổ của loài thú nữa. Ngài chỉ nói vài lời như vậy rồi rời khỏi pháp tọa và trở về tỉnh thất, không quan tâm tới ai nữa. Đó là cái thường thấy ở những người như Ngài, cả ngày chỉ nói chừng vài ba câu, nhưng hành động của Ngài thì thật sự là gương mẫu. Ngài nổi tiếng là có thể ngồi một chỗ trong nhiều tiếng đồng hồ. Thời kinh hành của Ngài cũng kéo dài nhiều tiếng. Dung mạo và tác phong của Ngài quả thật là tôn nghiêm và khả kính, luôn làm những ai đến gặp Ngài đều thấy hoan hỷ và kính phục. Cũng như Ajahn Mun, Ngài có rất đông đệ tử trong hàng xuất gia cũng như trong giới tại gia cư sĩ. Cả hai vị thiền sư này được biết là rất tôn trọng và kính nể lẫn nhau và cũng rất thân nhau. Thời gian đầu, hai vị thường ở chung và đi chung với nhau trong mùa an cư kiết hạ cũng như trong những ngày thường. Chỉ đến lúc lâu về sau, hai ngài mới tách rời ở xa nhau, nhưng không xa cách lắm để có thể thỉnh thoảng thăm viếng nhau. Cũng là vì về sau, số đệ tử của mỗi ngài đều tăng ngày càng đông. Nếu ở chung một nơi thì trở thành gánh nặng quá lớn cho thí chủ phát tâm cúng dường tứ vật dụng. Dù sao, cả hai vị đều lo lắng sức khỏe cho nhau, vị này lo cho vị kia. Mỗi khi có một thiện tín ở chùa kia đến đảnh lễ thì các ngài thường thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau. Các ngài cũng thường nhờ đệ tử trao lời nhắn thăm của mình đến vị kia, luôn luôn nhắc đến đức độ của vị kia với những lời lẽ tôn kính, cảm phục và mến yêu, không bao giờ có lời chỉ trích hay khiển trách biểu lộ lòng phiền giận.